Tử vi tuổi Dậu 6 tháng cuối năm 2021. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, trong số 12 con giáp, gà là con vật đại diện cho sự năng động, nhiệt tình và kiêu hãnh. Vì thế mà những người tuổi Dậu luôn luôn sôi nổi, yêu đời, tràn đầy năng lượng sống. Họ được mọi người yêu quý bởi lòng tốt bụng, tinh thần trách nhiệm và tính tình ngay thẳng. Người tuổi Dậu khi làm việc rất chăm chỉ, cẩn thận, chu toàn. Họ có thể đảm nhiệm nhiều vai trò, vị trí khác nhau và luôn hoàn thành công việc một cách xuất sắc. Tuổi Dậu thường là những người có tầm quan trọng, ảnh hưởng lớn đối với đám đông, cộng đồng. Mọi lời nói, hành động của họ đều được người khác tán thưởng, hưởng ứng. Xem tử vi năm 2021 cho thấy rằng, tuổi Dậu chỉ cần vượt qua những thử thách của thái tuế sẽ có được cơ hội đổi đời, giàu sang, cuộc sống về sau sung sướng, an nhàn. Trong chương trình ngày hôm nay, kênh Phong thủy Gia Cát sẽ chia sẻ với quý vị về vận hạn, hung cát, cũng như mọi khó khăn, thuận lợi của những người tuổi Dậu trong 6 tháng cuối năm Tân Sửu. Cụ thể hơn, thông qua tử vi trong thời điểm này, tuổi Dậu sẽ biết được cuộc sống có những thay đổi như thế nào so với thời gian trước. Liệu tuổi Dậu có cơ hội đổi đời nào hay không? Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi chương trình ngày hôm nay. Đặc biệt, phần tử vi ngày hôm nay được thầy Gia Cát và các chuyên gia hàng đầu với nhiều năm kinh nghiệm về tử vi và phong thủy luận giải. Trước khi nghe kênh Phong thủy Gia Cát chia sẻ tiếp thông tin, thì quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để có thể nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm được nhiều thông tin hữu ích. Sau đây sẽ là phần tổng quan tử vi tuổi Dậu trong 6 tháng cuối năm 2021. Tử vi nửa cuối năm 2021 cho thấy rằng tuổi Dậu thoát khỏi sự kìm kẹp của thái tuế, sang năm Tân Sửu, bản mệnh được tam hợp kim cục chờ mệnh, vận khí hanh thông, đón nhiều cát lành, thậm chí xuất hiện bước tiến mang tính đột phá ở nhiều phương diện. Có thể nói rằng thời điểm này người tuổi Dậu gặp được thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Khi vừa có quý nhân vượng, lại thêm bản mệnh được tỷ kiên thôi thúc, sức phấn đấu vô cùng mạnh mẽ. Người tuổi Dậu mưu sự lớn sẽ thành, làm ăn thuận lợi, kinh doanh hay đầu tư có thể thắng lớn. Đã vậy, đôi khi tinh tú bạch hổ và phi liêm, bộ đôi được ví như hổ mọc thêm cánh, dù rằng phải đối đầu với nhiều khó khăn, thử thách, nhưng sau tất cả, sự nghiệp của bản mệnh vẫn thăng tiến như vũ bão. Đồng thời, thiên ấn cũng mang đến nhiều cơ hội thăng tiến, tốt cho cả người làm trong cơ quan nhà nước và làm tư nhân. Ngoài ra, xem tử vi tuổi Dậu thời gian này còn thấy rõ ràng, phượng cát thúc đẩy nhân duyên, giúp gia đạo thêm phần yên ổn, tình duyên thắm sắc. Người độc thân sớm yên bề gia thất, các cặp đôi đón tin vui về chuyện con cái, dù cặp thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Nhưng các thầy phong thủy vẫn khuyên người tuổi Dậu đừng quá chủ quan và hãy đem theo bên mình một pháp khí phong thủy, đó là kim bài thái tuế. Pháp khí sẽ giúp nghênh đón quý thần, hóa giải hung tinh, vận hạn và mang lại cát lành, may mắn, bình an cho bản mệnh trong năm Tân Sửu. Quý vị thân mến, phần tiếp theo của chương trình, kênh Phong thủy Gia Cát xin chia sẻ vận trình của những người tuổi Dậu trong 6 tháng cuối năm 2021 qua từng phương diện cụ thể của cuộc sống. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Sang năm Tân Sửu, sự nghiệp của những người tuổi Dậu như được vén màn mây mù che phủ, mà hanh thông rực rỡ, mưu sự lớn nhỏ gì cũng gặt hái thành quả tốt đẹp. Quý nhân tam hợp nâng đỡ, bản mệnh phát huy tài năng thiên bẩm, không ngừng nỗ lực phấn đấu, tham vọng thăng tiến mãnh liệt. Tỷ kiên xuất hiện vừa thôi thúc tinh thần phấn đấu, vừa gia tăng sức chịu đựng bền bỉ, phù hợp cho những ai đã và đang trên con đường khởi nghiệp. Trong thời gian này, còn vượng quý nhân, thiên ấn đại diện cho người quyền thế và trưởng bối giúp sức, con đường thăng tiến của tuổi Dậu thỉnh thoảng rộng mở. Lại thêm bộ đôi tinh tú bạch hổ và phi liêm, ví như hổ mọc thêm cánh. Dù rằng phải đối đầu với nhiều khó khăn, thử thách, nhưng sau tất cả,
ngày tuổi Dậu vẫn đứng trên đỉnh vinh quang. Thậm chí, dù có thời điểm chịu tác động của ngũ quỷ, đại diện cho thế lực ngầm che phủ ý chí, như khó khăn khách quan từ thị trường hay tiểu nhân quấy phá, ngày tuổi Dậu vẫn luôn kiên định với mục tiêu, tỉnh táo ứng biến, thu về kết quả đầy sức thuyết phục. Ngoài cần sự quyết tâm và ý chí mạnh mẽ, thì bản mệnh cần mang theo bên mình pháp khí tam hợp quý nhân, Tỵ, Sậu, Sửu để tăng cường may mắn, chiếu cát lành và tài lộc. Đặc biệt khi sử dụng vòng sẽ luôn được quý nhân che chở và tương trợ công việc hanh thông, quan hệ công việc cũng dần tốt đẹp hơn. Thứ hai, về mặt tài lộc, tiền bạc. Trong 6 tháng cuối năm, người tuổi Dậu vốn đã vượng tài lại rất có duyên với kinh doanh, buôn bán, đời sống vật chất nhìn chung khá sung túc, tiền hết lại có, không quá eo hẹp trong chi tiêu. Không những vậy, bản mệnh lại được bán hợp quý nhân phù trợ, thêm liêm hổ sóng hỗ, vận khí thăng tiến mạnh mẽ, tài vận vì thế cũng khởi vượng hơn trước rất nhiều. Cả chính tài và thứ tài đều khởi sắc, nguồn thu nhập chính và phụ đều tăng. Điều đó có nghĩa rằng, dù là người làm công ăn lương hay làm tư, làm chủ, người đầu tư đều có thể đạt được mục tiêu tài chính của mình. Theo đó, con đường kiếm tiền, làm giàu không còn khó khăn như trước. Trái lại, xuất hiện nhiều cơ hội mới, quan trọng là mệnh chủ tuổi Dậu chủ động nắm bắt và nỗ lực không ngừng. Vì vậy, để nắm bắt được cơ hội tốt trong thời gian này, người tuổi Dậu hãy sử dụng pháp khí của nhà Phật, Bát Bảo Tâm Kinh. Pháp khí sẽ chiêu tài lộc, tăng may mắn và chiêu mời quý nhân tương trợ, giúp sự nghiệp, việc kinh doanh, đầu tư được thuận lợi và phát triển rực rỡ. Đồng thời, pháp khí sẽ giúp bản mệnh xua đuổi những vận xấu, ảnh hưởng đến công việc và con đường làm ăn trong năm. Thứ ba, về mặt tình cảm và gia đạo. Tử vi 6 tháng cuối năm 2021 của người tuổi Dậu cho thấy, cục diện tam hợp thái tuế mang tới nhiều niềm vui cho chuyện tình cảm của người tuổi Dậu trong thời gian này. Nhìn chung gia đạo yên ổn, ít chuyện phải cãi vã hay lo lắng, hoặc nếu xung đột xảy ra, đôi bên cũng nhanh chóng hòa giải, gia đình lại trong ấm, ngoài êm. Người độc thân dù không có sao đào hoa chiếu mệnh, nhưng lại được phượng cát, cát tinh thúc đẩy nhân duyên, hài hòa, mang tới nhiều cơ hội tiếp xúc, gặp gỡ người ưng ý, sớm chọn được người phù hợp để yên bề gia thất. Các cặp đôi đang mong mỏi, chờ đợi có tin vui về con cái sẽ được toại nguyện trong năm Tân Sửu. Hỷ tín rất rõ ràng, phụ nữ mang thai có thể phải động chạm tới sao kéo. Cho nên, để kích hoạt vận đào hoa, tránh được những xung đột và cãi vã, thì phong thủy khuyên người tuổi Dậu hãy luôn mang theo bên mình pháp khí tam hợp quý nhân, Tỵ, Dậu, Sửu. Với năng lực của tam hợp khí của vòng sẽ giúp đả thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân, giúp hóa giải xung khắc, mâu thuẫn với nửa kia, giúp gia đạo yên ấm, tình cảm phát triển và đi lên. Đồng thời, những người độc thân sẽ sớm tìm được đối tượng ưng ý trong năm Tân Sửu. Thứ tư, về mặt sức khỏe. Dưới tác động cát lành của tam hợp thái tuế, sức khỏe của tuổi Dậu vốn đã tốt, nay lại thêm phần cát lành. Trong nửa cuối năm, bản mệnh sẽ ít đau ốm, có bệnh gặp thầy, gặp thuốc nhanh khỏi. Đặc biệt là nữ mạng tuổi Dậu, sức khỏe được cải thiện, dễ dàng hơn cho việc mang thai, sinh con, đẻ cái. Tuy nhiên, trong thời gian này có ngũ quỷ và bạch hổ hung tinh xuất hiện, bản mệnh không được chủ quan, khinh suất, kẻo rất dễ gặp tai nạn bất ngờ, va quệt xe cộ, nhẹ cũng chảy máu thương tật tay chân. Phụ nữ mang thai lại càng cần phải chú ý. Vì vậy, để có thể có một năm bình an, bản mệnh hãy sử dụng pháp khí Bát Bảo Tâm Kinh. Vòng tay sẽ giúp bản mệnh xua đuổi hung tinh, vận hạn trong năm. Pháp khí cũng giống như một tấm bùa hộ mệnh bảo vệ người tuổi Dậu suốt một năm 2021. Quý vị thân mến, trên đây là vận trình cụ thể của những gia chủ tuổi Dậu trong 6 tháng cuối năm Tân Sửu. Tiếp theo, xin mời mọi người hãy cùng theo dõi chi tiết từng tuổi Dậu trong thời điểm này để có thể hiểu rõ hơn. Đầu tiên, tử vi tuổi Đinh Dậu 1957. Trong 6 tháng, các bác tuổi Đinh Dậu gặp phải cục diện tam hợp nâng đỡ, vận trình có nhiều chuyển biến tích cực. Các bác tuổi Đinh Dậu được quý nhân nâng đỡ nên có thể tìm được những dự án hợp tác tiềm năng, đối tác hợp chí hướng, công thành, danh toại. Nhưng trong thành công, may mắn chỉ một phần, chủ yếu dựa vào năng lực của chính các bác. Chỉ cần các bác chủ động giành lấy cơ hội cho bản thân thì ngày đổi vận chẳng còn xa. Hơn nữa, sự chủ động cũng giúp các bác giảm bớt được kha khá áp lực lớn nhỏ.
Thứ hai, tuổi Kỷ Dậu 1969. Trong năm 2021, Sửu Dậu bán hợp lại thêm tuế can Kỷ Thổ tương sinh Tân Kim, mang tới cho cô chú tuổi Kỷ Dậu một khoảng thời gian dài, hứa hẹn rất nhiều thành công. Công việc có cảm giác thuận lợi hơn trước, có nhiều không gian phát triển và thăng tiến trong sự nghiệp. Tài vận cũng rộng mở nhờ các khoản lợi nhuận thu về từ các dự án hợp tác. Vận quý nhân trong thời gian này khá vượng. Cô chú tuổi Kỷ Dậu mạnh dạn mưu sự lớn, sẽ được hỗ trợ nhiều cả về tinh thần lẫn tài chính. Hơn nữa, nhân duyên thời điểm này khá tốt, bản mệnh còn có thể gặp được những người bạn có trợ giúp rất lớn trong sự nghiệp. Thứ ba, Tân Dậu sinh năm 1981. Tử vi nửa cuối năm 2021 còn nói rằng, cục diện bán hợp thành kim cục mang tới nhiều cải thiện tích cực trong sự nghiệp của những anh chị tuổi Tân Dậu sinh năm 1981. Dự án hợp tác suôn sẻ, có quý nhân tương trợ, được bạn bè người thân giúp đỡ hết mình. Tài chính trong thời gian này cũng được nâng cao, cát khí mang tới nhiều nguồn lợi và cả cơ hội đầu tư, hợp tác, làm ăn. Ngoài ra, bản thân tuổi Tân Dậu trong thời điểm này vẫn cần có sự chủ động nhất định, tích cực, tự thân phấn đấu để có những bước đột phá trong sự nghiệp. Thứ tư, Quý Dậu sinh năm 1993. Xét về tương quan thái tuế, năm nay các bạn tuổi Quý Dậu gặp cục diện bán hợp kim cục, tuế can Tân Kim tương sinh Quý Thủy, báo hiệu một năm nhiều đổi mới, nhiều cơ hội phát triển đang chờ đón. Sự nghiệp có nhiều cơ may thăng tiến, có lợi cho các hạng mục, dự án hợp tác, mưu sự được quý nhân chỉ đường và nâng đỡ nên dễ thành công. Đồng thời, trong thời gian này, quý gia chủ có thể có thêm nhiều cơ hội để giải tỏa áp lực tinh thần như đi du lịch, tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí hoặc ẩm thực. Quý vị thân mến, trong phần cuối của chương trình, xin mời mọi người hãy cùng chúng tôi tìm hiểu hung cát từng tháng của tuổi Dậu trong vận trình nửa cuối năm 2021. Tử vi tháng 7 âm lịch. Bước sang tháng 7 âm lịch, người tuổi Dậu nên đặc biệt chú ý đến tình hình sức khỏe của bản thân. Trong tháng có hung tinh chiếu mệnh sẽ gây ra vận đen đủi, mọi việc không như ý, điểm báo bất chắc rình rập. Do đó, bản mệnh làm gì cũng phải cẩn thận, chú ý sự an toàn cho bản thân, tránh xa nguy hiểm, đề phòng tai nạn, sự cố khi đi đường. Thứ hai, tử vi tháng 8 âm lịch. Vấp phải cục diện tương hình, vận trình tháng này của tuổi Dậu khá ảm đạm, mưu sự khó thành, làm gì cũng chúc chắc. Vì thế mà tinh thần bản mệnh có dấu hiệu suy sụp, dễ suy nghĩ tiêu cực, nản chí, thậm chí bỏ cuộc nửa chừng. Bản mệnh cần nhanh chóng điều chỉnh lại tinh thần, kẻo sẽ trượt dốc dài. Phương diện sức khỏe của bản mệnh cũng vì vậy mà ảnh hưởng. Tuy không mắc bệnh nghiêm trọng, nhưng tinh thần xuống dốc, sẽ bị stress, cơ thể mệt mỏi, sẽ ốm đau. Thứ ba, tử vi tháng 9 âm lịch. Tháng này hung vận lấn át các vận khiến vận trình của tuổi Dậu thăng trầm bất ổn do cục diện tương hại thái tuế chi phối. Và điều thách thức, khó khăn luôn song hành cùng cơ hội. Khó khăn chỉ là tạm thời, người nỗ lực vươn lên, phấn đấu không ngừng nghỉ sẽ là người gặt hái được thành công ngoài mong đợi. Ngoài ra, việc đầu tư làm ăn trong tháng này, bản mệnh cũng cần hết sức cẩn thận, kẻo bị lừa gạt hoặc lợi dụng, gây thiệt hại cả về tinh thần, sức khỏe và tiền bạc. Thứ tư, tử vi tháng 10 âm lịch. Trong tháng 10 âm lịch, tâm điểm chú ý của tuổi Dậu là phương diện tài chính. Vượt qua khó khăn lúc trước, tài vận có dấu hiệu nâng cao trong tháng này. Việc kiếm tiền trở nên suôn sẻ hơn, thu hoạch được nhiều nguồn lợi nhuận khả quan. Nhờ vậy mà cuộc sống, chất lượng được đảm bảo và nâng cao. Phương diện sự nghiệp cũng không có điều gì đáng lo ngại. Có những thời điểm bản mệnh phải tất bật với công việc, nhưng bù lại, thành quả thu về hoàn toàn xứng đáng. Mọi thứ diễn ra theo đúng kế hoạch, dù quá trình xảy ra trục trặc, nhưng bằng bản lĩnh và sự nhanh nhạy, bản mệnh xử lý đâu vào đó. Tử vi tháng 11 âm lịch. Đây không phải là tháng may mắn đối với người tuổi Dậu do ảnh hưởng của cục diện tương phá. Có điểm báo tiểu nhân rình rập, gây trở ngại cho công việc. Do đó, mệnh chủ phải luôn nhắc nhở bản thân mình khi hành sự, bình tĩnh. Các mối quan hệ cũng có thể bị ảnh hưởng xấu do thái độ nóng nảy của chính bản mệnh. Hãy luôn kiềm chế cảm xúc thật tốt, tránh phản ứng quyết liệt trước những lời nói kích động của những người khác. Bởi đó có thể là chiêu trò mà những kẻ ghen ghét xảy ra để tìm cơ hội quật ngã mình. Thứ 6, tử vi tháng 12 âm lịch.
Tháng này, tam hợp thái tuế xuất hiện mang theo may mắn cho tuổi Dậu về phương diện tình cảm. Mâu thuẫn giữa các cặp đôi được hóa giải, gia đạo yên ổn. Công việc cũng được tiến hành suôn sẻ, có một vài khó khăn trong công việc sớm bị đẩy lùi, thay vào đó là nhiều cơ hội thăng tiến. Bản mệnh hãy chủ động và xông xáo để nắm lấy cơ hội phát triển sự nghiệp. Có điều, dấu hiệu tiểu nhân hay thị phi vẫn đang đeo bám, bản mệnh vẫn nên hành sự thận trọng ở thời điểm năm hết, Tết đến. Ngoài ra, tài lộc của bản mệnh thời điểm cuối năm vẫn trên đà khởi sắc. Tuy nhiên, nhu cầu cuộc sống ngày càng tăng, nhất là trong tháng cận kề Tết, việc sắm sửa tăng cao nên chi nhiều hơn thu, tài lộc khó tụ. Vừa rồi quý vị và các bạn đang nghe bài phân tích về tử vi 6 tháng cuối năm 2021 của mệnh chủ tuổi Dậu. Phần tử vi này đều được thầy Gia Cát và các chuyên gia hàng đầu với nhiều năm kinh nghiệm về tử vi, phong thủy luận giải. Để cảm nhận được nhiều hơn về thông tin tuổi của mình trong năm 2021 và những năm tiếp theo về sức khỏe, gia đạo, công danh sự nghiệp, con cái, quý vị hãy đăng ký kênh để luôn cập nhật những thông tin mới nhất về vận trình của mình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn quan tâm, theo dõi và ủng hộ chương trình trong suốt thời gian qua. Kênh Phong Thủy Gia Cát rất vui lòng được phục vụ quý vị và các bạn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.